Khô ăn rớt luôn.
Mới phục già thôi. Trời ơi, đầy mặt luôn. Bay luôn. Vĩ đại. Nhìn nhỏ mà có võ gì. Em là bữa nay mười mấy rồi à? 15. Hôm nay ngày 15. Không, em á. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi rồi? 18. Bé 15, em 18. Năm tuổi là lớn rồi kìa. Cao dữ sợ. Mà tuổi hình như cái lứa, mà lứa này là hình như đứa môn cũng cao. Tụi đang nằm cái giường tội sợ vậy. Em mấy mấy rồi? Mét 79. Ủa mới 79 à? Mà thấy cao kìa. Còn cao nữa. Tao mấy 8 giờ rồi. Cái giường này có mấy 6 mấy. Nè, ông nằm lòi cái chân ra luôn. Em nhiều hơn bé, hồi trước bé nhiều hơn. Nó bị chói mắt hả? Dạ không, không được. Alo. Rảnh chị? Rảnh nè. Ủa, làm mặt em qua đi.